Trong quy trình chăm sóc da, thì việc sử dụng kem trị mụn là bước quan trọng giúp giảm tình trạng thâm và trị mụn, làm da trở nên căng bóng và tươi trẻ hơn như gái 18. Nhiều người vẫn luôn tìm hiểu về thành phần và công dụng của các loại kem, nhưng quên mất cách sử dụng kem trị mụn như thế nào là hiệu quả nhất. Đối với kem trị mụn 4K Plus đỏ 5X này, chị em nên nắm được những bước làm cơ bản. Như vậy, kem mới phát huy tác dụng và hiệu quả tốt hơn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bước chăm sóc da với kem trị mụn 4K Plus đỏ 5X cho những bạn chưa biết cách sử dụng hiệu quả cho da nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi sử dụng kem trị mụn này, chị em nên áp dụng các bước đúng cách. Đối với dòng sản phẩm 4K Plus đỏ 5X, cách dùng kem trị mụn 4K Plus đỏ 5X cũng như các loại kem trị mụn khác, chị em nên làm sạch da mặt trước khi sử dụng kem. Đầu tiên, nên loại bỏ bụi bẩn bằng nước tẩy trang. Sử dụng bông tẩy trang thấm nước tẩy trang, lau qua các điểm đến vùng mặt. Sau đó, sử dụng sữa rửa mặt chuyên dụng phù hợp với để làm sạch mặt. Bước tiếp theo, chị em dùng khăn khô sạch để lau qua mặt. Hãy sử dụng nước hoa hồng để cân bằng độ ẩm trên da. Sau khi da mặt thẩm thấu hết các tinh chất hoa hồng, chị em sử dụng một lượng kem 4K Plus đỏ 5X chấm lên 5 điểm trên khuôn mặt. Dùng các đầu ngón tay massage cho kem thẩm thấu vào da. Sau đó vỗ đều lên mặt để kem được thấm hơn và thực hiện động tác này khoảng tầm 2 đến 3 phút là được. Ngoài ra, sau khi dưỡng da, các chị em cũng không cần phải rửa lại mặt, và dòng sản phẩm kem trị mụn 4K Plus đỏ 5X chị em nên sử dụng đều đặn vào mỗi tối, ban ngày có thể kết hợp thêm kem chống nắng để bảo vệ da nhé. Nếu bạn chưa hiểu cách sử dụng kem trị mụn 4K Plus đỏ 5X đúng chuẩn để cho da được đẹp nhanh và an toàn thì hãy nhắn tin để nhân viên của shop tư vấn cho bạn hiểu hơn nhé. Kem 4K Plus đỏ 5X hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem 4K Plus đỏ 5X hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.